quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Vừa bán nhà làm phim, Lê Dương Bảo Lâm đã tậu ngay xe hơi gần 3 tỷ. Đến hiện tại, thánh livestream Lê Dương Bảo Lâm đã có cuộc sống vô cùng thoải mái khi ở căn biệt thự 7 tỷ và mới mua thêm chiếc xế hộp thứ 3. Lê Dương Bảo Lâm được biết đến là quán quân Cười Xuyên Việt 2015. Thời gian gần đây, anh xuất hiện dày đặc trên sóng truyền hình và tham gia nhiều game show giải trí. Cách đây vài ngày, nam diễn viên hài đã có sản phẩm ra mắt web Samba đầu tay, hợp tác chung cùng Nam Thư. Ngoài ra, diễn viên quê Đồng Nai còn được biết đến với danh xưng là Thánh Livestream. Anh được nhiều người yêu mến bởi tính cách hài hước duyên dáng, cùng sự đầu tư về hình ảnh mỗi khi phát trực tiếp, nên các nhãn hàng rất quan tâm. Lê Dương Bảo Lâm hạnh phúc bên vợ và con gái Bảo Nhi. Thánh livestream vừa mua xe hơi tiền tỷ. Mới đây, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi thấy Lê Dương Bảo Lâm vừa tậu thêm một xế hộp mới. Đây là món quà nam diễn viên hài đã mua trước ngày ra mắt sản phẩm đầu tay web drama của mình. Được biết, chiếc xe này có giá gần 3 tỷ đồng. Nhiều người còn nhận xét anh chơi lớn, sắm thêm để tập lái và sau này khỏi nhờ đến bà xã. Đặc biệt là thời gian tới, Quỳnh Quỳnh, vợ nam diễn viên hài sẽ sinh em bé thứ hai. Lê Dương Bảo Lâm diện vest đen bảnh bao trong ngày đi nhận xe hơi. Chiếc xế hộp màu trắng này nam diễn viên đã vừa tậu thêm, có lẽ thời gian tới anh sẽ học lái xe để không nhờ đến việc bà xã đưa đi diễn xa. Cận cảnh chiếc xế hộp sang trọng hiện đại đắt đỏ của anh vừa mua được, Bảo Lâm vui vẻ đón nhận món quà, không quên vào thử nghiệm xe mới. Lê Dương Bảo Lâm bán nhà để làm phim. Trước đó trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ thông tin bán nhà để chuẩn bị làm phim. Nam danh hài chia sẻ: "Em cần bán nhà chính chủ, em làm phim nên em bán, mọi người ơi, Trần Nam Thư khô máu cho em nhé." Nam danh hài chính thức rao bán nhà để làm phim, một sản phẩm đầu tay mà anh đã rất tâm huyết. Được biết, ngoài công việc ở sân khấu, Bảo Lâm cũng thường xuyên phụ vợ livestream bán hàng online, một công việc mà trước giờ anh luôn khuyên bà xã nghỉ ngơi thì cô lại yêu thích làm ở nhà mỗi khi buồn. Sau tất cả, Lê Dương Bảo Lâm đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và con gái cưng Bảo Nhi. Chỉ còn hơn một tháng nữa là gia đình nam diễn viên hài sẽ đón thêm thành viên nữa, là một bé gái.